Hello các bác và anh em nhé. Trước mắt các bác đây là một em loa kéo này các bác, hàng khủng này, 2 bát 40, 2 bát 40 các bác nha. Đầu em cứ tưởng là bát 30, mình vừa xem lại là 40. Các bác xem này, bát 40 mà từ của nó còn là thua cái loại loa bát 20 ở bên cửa hàng Doãn Hưng bán đúng không ạ? Các bác xem này, so với hàng bãi này. Đấy, được gần nửa gang, bát 40 mà được hẳn nửa gang anh em ạ. Của Doãn Hưng tìm hiểu thì cái loa này này, loa này tên của nó là Boss gì đây, Boss Elix. Cái loa này bác chủ mua là 15 triệu các bác nha, 15 triệu này gọi là chỗ quen biết thì giảm giá cho một ít ấy. Đấy, cứ gọi là hơn 14 triệu. Đấy, sử dụng 2 bát 40. Đấy, từ được hẳn khoảng không biết là mười mấy này, được khoảng 12, 13 không bác. Đấy, cái gang của em thì được 20 mà kinh khủng vậy. Đấy, một tay có thể nhấc được vài ba cái củ bát thế này, phải nhấc được cả cặp. Các bác xem hàng bãi thì một hai tay bê còn chết nặng. Đấy, côn này các bác này, côn này không biết là được ba mấy này, côn to như cái kiểu là cái loa bót ấy. Nó thiết kế cái thùng thì rõ to này, còn màng xếp đấy các bác này. Cái này nó đánh lừa và nhãn quan này. Cái phơ này nó làm cái này nó cảm giác như kiểu là gọi là từ 19 côn 76 ấy. Đấy, cái phơ của nó bằng với những cái loa từ 19 côn 76 này. Côn này bền làm sao được ạ, đúng không ạ? Gần thì cũng gần lụa đây, cái loại gần đẻo các bác nha. Đấy, cái loại này đánh mạnh tí khéo nồi côn lôi phơ ra ngoài. Thùng này, thùng giấy này các bác nha, đây là thùng giấy. Đấy, thùng giấy này, thùng này anh em để gặp tí mưa là nổ ngay, là nứt ngay, rộp ngay. Đấy, ốc đấy, ốc tạo ren này. Cái này hôm trước bác hàng xóm cho họ mượn để cúng tổ, đâu có bỏ lên xe đẩy chở mà nó bay cả bát à, nó bay cả cái củ bát, hai cái củ bát này ra bung cả căng này. Tức là trong quá trình vận chuyển đấy, bằng xe đẩy mà đã bị bung ra vậy. Tức là cái phần ốc của bát này quá kém các bạn, do cái thùng giấy nó không thể cắn chắc như là cái dòng thùng gỗ hoặc là như vít tạo ren được. Đây, xong rồi là mấy ông lại lấy cái vít tạo ren này bắt. Đấy, rất may là nay Doãn Hưng lại tháo ra để kiểm tra xem nó thế nào, xem này. Bình thường mình cứ thấy nó quảng cáo hoành tráng lắm, 2 bát 40 đập như bom này. Đây, cố tình mở ra xem bát nó thế nào thì nó lại liên quan đến ốc các bạn. Đấy, ốc thì hôm trước nó bay ra bắt được có một vế đây. Mai hôm nay Doãn Hưng phát hiện ra để siết chặt vào cho bác, không có đánh nó sẽ phè, nó tạo tiếng kêu ngay. Đây, cái này thương hiệu của Vina KTV các bác nhá. Thì ông Vina KTV này ông cũng tiếng tăm lắm rồi, hết từ mic cho đến loa, giờ để đi cái dòng loa kéo này. Đây, loa này mới được khoảng 3 năm này, hàn gì hết rồi, tay mic thì nhẹ xèo. Cái loại này mà anh em dùng không cẩn thận ấn mạnh phát là ọp luôn đấy này. Cái này nó thiết kế vậy là 2 bát 40, 2 chớp kèn các bạn, 2 chớp kèn. Cái này thì em không tháo nữa, còn bo mạch nó thiết kế theo kiểu nguồn xung, tức là bo lên công suất các bạn nha, nó kéo lên điểm suất. Đấy, phân tần của loa kia. Đấy, còn cái bình điện kia thì em vừa mới thay cho bác chủ nhà đây. Đấy, cái tại là hôm trước là nó hỏng cái bình, nó hết đi bình điện này. Đấy, rồi nó hỏng cái bo mạch này, là nó hỏng một lúc là hai cái, một bo nguồn, hai là hết điện bình. Đấy, thay cái bình điện đấy cũng 550 rồi. Đấy, sửa cái bo mạch này mất mấy trăm đấy này, cái này phải gửi đi mãi xa mới sửa được. Đấy, em còn không sửa được các bác nhé.
chắc là nhiều bác dùng loa kéo cũng trong cái tình trạng như này, khi hỏng rồi chả biết sửa đâu, mang thợ không sửa được, về lại vứt đấy. Đấy, và chúng ta nhìn nội thất như thế này thì bền làm sao được. Cái hãng này người ta sản xuất được, cố tình sản xuất cái kiểu bo mạch theo kiểu nguồn xung để nó tiết kiệm linh kiện cũng như là nó kích công suất thì các bạn. Đấy. Trông rất là đơn sơ đúng không ạ? Bo mạch cầm nhẹ sọc. Ở đây thì chúng ta thấy được là nó xuống cấp rất là nhanh. Đấy, xui cả mạch. Ở chỗ em nó lại là vùng biển nữa cho nên này các bạn thấy được này. Nếu mà những cái bo mạch mà nó không chất lượng là nó sẽ rất là nhanh hỏng, nhanh xuống cấp, nó nhanh sủi mạch. Đây, ốc kia hàn hết rồi. Lại anh em nhìn cái từ này. Cái này từ nó quá non các bạn. Xương thì xương sắt này. Đấy, từ đã bé rồi lại còn non. Cái loại này chắc là hàng lắp ráp ở Việt Nam đấy các bạn nhá, chứ không phải được hàng. Nếu mà hàng chuẩn China á không bao giờ nó như này đâu. Chuẩn China bao giờ nó cũng ngon hơn. Cũng nói tóm lại là cái ông này này khả năng là từ A đến Z thì đều sản xuất ở Việt Nam thôi. Đấy, cái ông KTV này cũng tai tiếng lắm này. Tóm lại là anh em thích tiện, nhìn nó hoành tráng là anh em múc mười mấy triệu bạc, mười năm triệu. Đấy, rất đắt đấy các bác nha. Nó bằng cả một cái bộ dàn khá là hoành tráng hàng bãi ở bên em rồi đấy. Đấy, các bác thấy là bộ dàn 15 triệu bên em là gồm có đẩy hai kênh bề nặng chã tay rồi đấy. Một ít nhất là cũng được một cặp loa 25, có thể là loa 30 cũng có rồi đấy. Với một vang một mic, một vang số cao cấp, một bộ mic không dây dùng rất chất lượng và bền bỉ. Quán Hưng hôm nay làm cái video này để cho anh em có thể tham khảo nhé, trước khi chúng ta muốn tìm hiểu về những cái dòng loa kéo. Vì các bác đi mua ấy, tất cả đều không bao giờ nó tháo nội thất cho xem đúng không? Các bác đến cửa hàng hay là bất cứ chỗ nào đấy đi mua thì các bác chỉ nhìn hình thức, các bác xuống tiền nó bê về rồi, chứ còn có được xem nội thất không? Nếu mà bán hàng bãi, bán mà như hàng bãi mà mở nội thất ra thì chắc là đấy, nhiều ông sẽ chạy mất dép hết các bác nhá. Bán hàng bãi mà như thế này thì chỉ có giải nghệ sớm thôi. Xem mở lên thì cũng khá mạnh, nghe có vẻ cũng được, nhưng mà không có độ chi tiết các bác nhá. Cái dòng này tiếng mic của nó rất là buồn, nó không thể chất được bằng những cái con vang số như X5, các cái dòng vang số ở bên em hoặc là các kênh người ta phân phối đâu. Đấy, tiền nào vải đó, nhưng mà ở đây đó là hàng mới các bạn, hàng mới cho nên này nó lại không phải là hàng zin xịn nữa. So với hàng bãi thì nó cách nhau một trời một vực các bạn nha. Đây nó cũng dán được cái tem chính hãng, nhưng mà đây cái tem này có khi 10.000 được cả tập đúng không ạ, in bao nhiêu chả có. Quan trọng là chúng ta phải nhìn vào đây các bác nhé, quan trọng là nội thất đây này, ba cái kia thì không tính. Thôi em làm cái video qua vậy thôi, để các bác nào mà đang muốn tìm hiểu, muốn mua loa kéo thì các bác xem video này để chúng ta làm căn cứ nhá. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ trước khi mua. Các bác xem này, cái mặt đằng sau này, các cái nút chỉnh này hoành tráng lắm, nhưng mà đấy, toàn linh kiện đẻo này, không ra cái gì cả. Thôi các bác nhá, các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hàng ngày thì bên em chuyên phục vụ các bác anh em về các cái mặt hàng bãi cơ, còn cái này là lên sóng để anh em tham khảo vậy thôi. Đấy, các bác xem video thấy hữu ích thì chấm tặng nó đi, xin nút like nhá. Rất cảm ơn các bác anh em đã theo dõi kênh của Doãn Hưng, và hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác ạ.